Âm nhạc vốn là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày và đôi khi chúng ta gặp những bài hát hay, chúng ta lại không hiểu vì sao nó hay. Nhưng sau một khoảng thời gian nghe chúng ta lại không còn thấy nó hay nữa. Hoặc là có những bài hát mà ai cũng kêu hay mà chúng ta lại thấy nó không ra gì cả. Điều này đặt ra những câu hỏi kiểu, có thể cải thiện độ hay các bài hát lên hay không? Hoặc là làm cách nào để nghe nhạc hay hơn? Sau đây, qua bài viết đã được đăng tải trên website Spider Room bởi tác giả An Phạm, chúng ta sẽ có câu giải đáp cho câu hỏi trên. Tại sao chúng ta thấy một bài hát hay? Có nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Về mặt sinh học, hiện tượng nổi da gà khi nghe một bài hát được giải thích là do não bộ của bạn lúc đó giải phóng ra dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh trong não, giúp não bộ kiểm soát chuyển động và phối hợp vận động. Dopamine chỉ tiết ra khi người ta cảm thấy hưng phấn và thực sự thích thú một thứ gì đó như là tình dục hay là ăn uống. Và một nghiên cứu mới đây nhất đã chứng minh rằng cách mà não bộ phản ứng với âm nhạc hoàn toàn giống với cách mà nó tiếp nhận một loại hương vị từ một loại thức ăn mà bạn dùng. Về mặt tâm lý học, cảm xúc của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi bài hát yêu thích mà bạn đang lựa chọn để lắng nghe. Mặc dù bài hát yêu thích đó được thay đổi thường xuyên, thì nó cũng ảnh hưởng và phản ánh đúng tâm trạng cũng như là cảm xúc chủ đạo của bạn. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra là não mình trói buộc mình vào những bản nhạc mình nghe lúc tin rất chặt chẽ hơn bất cứ thứ gì mình nghe khi đã lớn. Sự kết nối này không bị yếu đi khi mình già, nó như là một mệnh lệnh từ hệ thần kinh. Nên là thị hiếu của thế hệ xung quanh mình có thể thay đổi đi chăng nữa, thì mình vẫn bị trói buộc, ám ảnh với những thứ mà mình yêu thích từ nhỏ. Khi mình nghe một bài hát mà nó gợi lại những kỷ niệm, thì vỏ não trước chán, cái mà làm nhiệm vụ duy trì những thông tin liên quan tới những ký ức cuộc đời, mối quan hệ, nó sẽ hoạt động. Nói chung, nó là do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Hãy ghé thăm tủ sách của Spyroom trên Shopee dưới phần mô tả để chúng mình có thể dành tặng các bạn những mã ưu đãi độc quyền như này. Các cách để nghe nhạc hay hơn. Cách 1. Dùng chất kích thích. Đây là cách nhanh nhất nhưng lại hại nhất. Bạn có thể thử bia rượu, thuốc lá, thuốc lào, caffeine. Và nếu ở Hà Lan thì có thể thử thêm một số chất được lưu hành hợp pháp khác. Có một sự thật là các ca sĩ, nhạc sĩ trước khi sáng tác thường dùng những chất kích thích này, kể cả nhà văn, nhà thơ. Điều này không kể cả những nghệ sĩ già hay trẻ. Ở Mỹ, văn hóa hippie cực kỳ chuộng chất thức thần. Các nghệ sĩ hip hop còn mang hẳn cân lên sân khấu để biểu diễn. Họ còn đấu tranh cho việc hợp pháp hóa chúng, tiêu biểu như là Snoop Dogg hay là Wiz Khalifa. Mục đích sinh ra của những chất kích thích và thức thần này một phần là giải trí, nhưng phần quan trọng hơn chính là làm cho não bộ trở nên loãng ra. Một số chất làm tăng khả năng của các giác quan, nhất là thính giác và thị giác. Nó làm cho các nghệ sĩ của chúng ta phát huy hết khả năng tiềm ẩn của mình. Bởi vậy, những tác phẩm của họ mới đạt đến những level mà người bình thường khó mà cảm nhận được mạch cảm xúc. Việc dùng chất kích thích như họ chính là để bạn bước chân vào thế giới của họ. Một thế giới mà ở đó đòi hỏi con người những giác quan nhạy hơn, hoặc đơn giản là mọi thứ đều khác với cả thế giới của chúng ta. Ở đây cần phải khẳng định rằng tôi gợi ý nhưng mà tôi không khuyến khích. Tốt nhất là bạn không nên dùng. Cách thứ hai, nâng cấp thiết bị nghe nhạc. Cách này là tốn kém nhất. Nếu bạn không thể đến tận nơi nghe ca sĩ thở ra nhạc, thì bạn chỉ có thể ngồi ở nhà và nghe từ một dụng cụ đầu ra nào đó. Và chắc chắn là âm thanh ở đây chỉ là tái tạo, dù nó là thiết bị thần thánh nào đi chăng nữa. Thế cho nên việc cần làm là có thể nâng cấp chất lượng thiết bị đến mức cao nhất có thể. Dĩ nhiên bạn không cần phải là rich kid, tỷ phú hay là dân chơi nào cả. Bạn vẫn có thể đầu tư cho mình một dàn âm thanh tử tế hoặc đơn giản là một chiếc tai nghe tử tế. Lời khuyên chân thành là bạn nên dùng thiết bị phù hợp với thể loại nhạc mà bạn nghe cho nó đỡ tốn kém. Riêng về dòng nhạc buồn, cổ điển, nhạc vàng, nhạc xưa, thính phòng hay gì đó, tôi vẫn ủng hộ hệ thống âm nhạc tín hiệu analog thay vì tín hiệu digital. Thứ nhất là nó ngầu và đẹp, thứ hai là nó tái tạo âm thanh chân thực hơn. Cách 3, thay đổi hoàn cảnh nghe nhạc. Ăn cơm nhiều còn chán huống gì là nghe nhạc. Đã bao nhiêu lần cùng một đoạn nhạc đó, nhưng không phải phát ra từ chiếc điện thoại của bạn, mà là ở một nơi ngẫu nhiên như là xe buýt, TV, máy của đứa bạn, và bạn cảm thấy bài hát bỗng nhiên hay lạ kỳ. Đó là do hoàn cảnh nghe nhạc thay đổi, làm bạn cảm thấy bài nhạc đó mới hơn, mặc dù đã nghe nó cả tỷ lần. Mua một vé live show và đến hòa mình cùng một cộng đồng yêu âm nhạc, hoặc đơn giản là ghé qua một quán cà phê có hát live, hay thậm chí tham gia các buổi du ca phố đi bộ cũng tác động mạnh đến cảm giác nghe nhạc của bạn. Chẳng tuyệt vời hơn sao khi mà cả một đám đông loài người làm mặt cùng ngân nga một câu hát nào đó, với đủ mọi loại cao độ, trường độ, và chẳng khó để bạn có thể bắt được cảm xúc trong những câu ngân nga đó.
Cách thứ tư, thay đổi phiên bản bài hát. Một bài hát có nhiều kiểu để làm mới. Họ làm mới vì mỗi người có một khẩu vị âm nhạc khác nhau. Đấy là lý do người ta thi nhau cover, remix, livestream các bài nhạc trên thị trường âm nhạc. Tôi từng nghe bài Em Gái Mưa của Hương Tràm trong lần đầu tiên. Thú thật là tôi nghe và thấy nó rất chán. Nó không hề chạm được trái tim tôi. Tôi tắt và chẳng nghe lại nữa. Nhưng đến khi bản cover của anh Khang và của chính nhạc sĩ Mr. Siro biểu diễn, tôi mới thấm hết cảm xúc mà tác giả đặt vào bài hát. Cùng một bài hát nhưng mà nam nữ biểu diễn thì đã khác nhau rất nhiều rồi. Một ví dụ nữa chính là chương trình của Hà Anh Tuấn. Anh hát lại các bài hit mà anh yêu thích theo phong cách của anh. Chính cái chất của Hà Anh Tuấn đã tác động vào bài hát, thay đổi nó và làm nó đến gần với cả công chúng yêu âm nhạc hơn. Riêng về remix thì mình khá thiên về nhạc điện tử, EDM. Cùng một bản nhạc nhưng cách phối khí và cách dùng bộ gõ khác nhau sẽ cho ra những cảm xúc khác nhau đến ngạc nhiên. Hay là dubstep hoặc là future bass luôn làm bài hát trở nên thú vị và cháy hơn. Cá nhân tôi rất thích những bài hát với bộ gõ tối giản như là thể loại acoustic hay là chỉ piano. Nó làm tôi tập trung và tận hưởng vocal của ca sĩ hơn, dễ dàng bắt được mạch cảm xúc hơn thay vì bị chi phối bởi các thể loại bùm chát rối loạn. Cách 5. Tìm hiểu về bài hát. Đọc những câu chuyện đằng sau bài hát đó, về tác giả, tác phẩm, về hoàn cảnh sáng tác, về ca sĩ thể hiện, về MV clip, về tất cả mọi thứ xung quanh nó. Nào là thằng ca sĩ này mới ra tù, anh này vừa bị bắn chết, chú kia quay phim tai nạn cũng chết, rồi hai đứa rảnh rỗi suốt ngày chia tay rồi lại quay lại, rồi thì em này bị đá trở thành quả bom sách. Nhưng về cơ bản thì mỗi bài hát đều chứa đựng những câu chuyện, những cảm xúc nhất định của tác giả ngay lúc sáng tác. Biết và hiểu những câu chuyện trên sẽ giúp cho bạn dễ dàng đồng cảm hơn với tác phẩm và dĩ nhiên là sẽ thấy nó hay hơn. Cách 6. Học nhạc lý. Cách này là cách lâu dài nhất, nhưng cần sự kiên nhẫn nhất. Bạn có thể học nhạc lý cơ bản. Nếu thấy thích và rảnh, có thể học nâng cao. Cá nhân mình thấy cái nâng cao rất khó. Mình khuyên là chơi một loại nhạc cụ nào đó bất kỳ, loại nào cũng được, đàn, sáo, nhị, piano hay là violon thì càng tốt. Học xong thì bạn sẽ tự mình trả lời được, sao bài hát này lại hay, sao bài kia lại có vẻ dở. Đến một tầm cao nào đó thì bạn có thể tự sáng tác nhạc và có cá tính âm nhạc riêng. Và đó là tất cả 6 giải pháp mình đưa ra. Nếu còn giải pháp nào khác, các bạn hãy đề xuất dưới phần bình luận nhé. Nếu các bạn thấy video này thú vị, hãy để lại cho Spider Room một like và subscribe. Đừng quên ủng hộ tác giả bằng cách upvote bài viết thông qua đường link ở dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!